Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình đã góp đến từ sàn Bitmax. Ăn chia tổng giải thưởng là 162.000 tóc cần có ký hiệu là CEFX nè bạn. Thì chương trình này góp này thì dành cho 500 người may mắn. Thì mọi người may mắn sẽ nhận được trị giá là 17.000 tóc cần CEFX nè bạn. Và 400 người đầu tiên mua FX lớn bằng 300 đi sẽ đủ điều kiện 160 người. Thì điều kiện này mình không có nói các bạn, thì mình làm điều kiện rút thăm may mắn nha các bạn. Rồi thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mình bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow Bitmax nè. Phan các bạn điền vào, nhấp vào điền vào bị máu đó các bạn. Các bạn nhấp vào điền vào bị máu. Đâu ta? Rồi. Sorry các bạn bắt đắp lại đi các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn theo dõi tờ Bitmax nè. Rồi mình đã theo dõi rồi, bạn nào chưa theo dõi thì theo dõi nha các bạn. Rồi tiếp tục bằng theo dõi dự án DEX. Nó nè các bạn. Trên tờ Twitter thì bạn theo dõi nha các bạn. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Sau đó các bạn tham gia kênh Telegram của nó nè. Trên kênh Telegram là bạn xôn xào hay góp nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào iHealth Nonbot các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên. Rồi tiếp tục qua người quyết sẽ tăng 3 người bạn mình vào nè. Rồi các bạn like nè, các bạn chấp nhận như tự quyết nè, các bạn tăng 3 người bạn mình vào nè các bạn. Rồi các bạn tự quyết lên nha các bạn. Sau đó thì các bạn mở cái link phong nó ra nha các bạn. Thì dòng đầu tiên các bạn điền địa chỉ tài khoản tại Twitter của tất cả bạn vào nè. V này nè, 9. Tiếp tục các bạn điền lại username Telegram bằng cái số này góp nè. 1, 3, số 2. Tiếp tục các bạn điền tài khoản Bitmax nha bạn. Email các bạn đã đăng ký trên tài khoản Bitmax. Sau đó cung cấp hình ảnh bạn đã theo dõi trên tờ Twitter của DEX. Thì các bạn trở về là lại nãy nha các bạn. Thì các bạn theo dõi tờ Twitter của nó nè. Rồi các bạn chụp màn hình lên nha các bạn. Sau đó các bạn bắt đắp lên nè. Đâu rồi ta, liên phong đâu ta. Rồi các bạn chạy về cái liên phong này nè. Các bạn gỡ lên cái bức ảnh các bạn đã theo dõi tài khoản tờ Twitter của nó nha các bạn. Rồi các bạn gỡ lên nè các bạn. Yes, Valency đúng không ta? Rồi tiếp tục các bạn gỡ bức ảnh đã theo dõi từ Twitter Bitmax nè, thì các bạn bắt đắp lên nha bạn. Các bạn nhấp qua đây nè. Rồi các bạn chụp màn hình lên nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt đắp lên nè. Rồi các bạn chạy về link phong nãy chứ. Bạn gỡ lên cái bức ảnh các bạn đã theo dõi tài khoản trên tờ Twitter Bitmax nè. Chọn gỡ lên. Tiếp tục vui lòng cung cấp ảnh Telegram group, thì các bạn trở về cái link sự kiện này nè, các bạn xôn xao cái Telegram nó nãy nè. Rồi các bạn chụp màn hình lên nha các bạn. Rồi sau đó các bạn gỡ nè. Đâu ta? Đây nè. Gỡ lên đây nè. Rồi sau đó thì các bạn gỡ lên bức ảnh mà các bạn đã tự quyết giải tan 3 người bạn nha các bạn. Thì các bạn mở tờ Twitter tất cả bạn ra nha các bạn. Các bạn mở tờ Twitter lên lại nè. Bạn nhấp vào avatar của mình nè, nhấp vào một hồ sơ nè. Rồi các bạn chụp màn hình nha các bạn. Chụp màn hình nó lên đây. Rồi các bạn gỡ lên cho nó nè. Rồi sau đó các bạn muốn gỡ là xong nha các bạn. Chờ nó tải chút xíu các bạn. Rồi như vậy là hoạt động thành công là xong các bạn. Và tiếp tục mình gỡ tiếp các bạn một dự án nữa các bạn. Kèo này nó cũng random các bạn. Nhận tóc cần DIZ cũng đến từ sàn Bitmax. Các bạn nhấp vào link sự kiện nữa các bạn. Đầu ta. Giờ dự án thứ hai thì các mình đang chia tổng giải thưởng là 1.000 tóc cần có hiệu là DIZ nè bạn. Tổng pool là 5.000 USDT nè. Random cho 100 người may mắn nha các bạn. Thì
để tham gia dự án hôm nay thì các bạn cũng biết phần link mô tả thứ hai của mình bằng nhiệm vụ đầu tiên của follow Bitmax đó nè. Các bạn theo dõi xong thì bạn bắt up lại nha các bạn. Trời là trang nãy đụng để mình bắt up lại các bạn. Rồi tiếp theo thì các bạn follow dự án DIZ của nó nè, các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Rồi xuống đây thì các bạn like nè, các bạn chấp nhận với tôi viết dưới tự quyết các bạn tăng 3 người bạn của mình vào các bạn viết có dự án của nó nha các bạn. Rồi các bạn đăng test nè. Rồi các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Rồi sau đó các bạn nhấp vào link phong này nè. Rồi sau đó các bạn lướt xuống các bạn khai báo link phong thôi các bạn. Thì dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ email các bạn đã đăng ký trên tài khoản Bitmax nha các bạn. Sau đó thì các bạn điền lại username tại Twitter các bạn đã follow dự án VN9. Tiếp tục thì các bạn gửi lên một bức ảnh các bạn đã retweet nha các bạn. Thì các bạn mở tại Twitter các bạn ra nè. Các bạn nhấp vào ảnh avatar của mình, nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Rồi các bạn chụp màn hình lên nha các bạn. Rồi các bạn gửi vào link phong này nha các bạn. Rồi các bạn chọn tệp nè. Rồi các bạn chọn lên nè. Tải lên nha tất cả các bạn. Sau đó các bạn chấp nhận điều khoản nha các bạn. Rồi các bạn bấm gỡ lên xong nha các bạn. Ok, như vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia gian nhận tập càng DIZ đến từ sàn Bitmax trên đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nha.